Chào các bạn đã quay trở lại với FA Channel. Khi mà nhắc đến thương hiệu Xiaomi ấy, thì gần như anh em sẽ quá quen thuộc với những sản phẩm điện thoại này, tai nghe hay là phụ kiện và kể cả là laptop, vì hôm trước thì mình đã có làm một cái video review về sản phẩm laptop đến từ nhà Xiaomi rồi. Nhưng mà ngoài những sản phẩm đấy thì Xiaomi còn làm luôn cả TV các bạn ạ. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn chiếc Xiaomi P1, chiếc Xiaomi đầu tiên mà Xiaomi mang về thị trường Việt Nam. Và với chiếc TV này thì mình thấy đây là một chiếc TV giá rẻ nhưng mà cực kỳ đặc biệt và có nhiều tính năng rất là hay ho. Cụ thể như thế nào thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu video để đánh giá về Mi TV P1 đang có ở cái bên mình nhá. Trước khi bắt đầu video này thì nếu bạn nào quan tâm về Mi TV P1 và cũng như là quan tâm về mức giá của em nó thì có thể tham khảo ngay tại cửa hàng Seponet thông qua đường link ở phần mô tả video này. Mi TV P1 có mức giá là 9.990.000 phiên bản 43 inch, nhưng khi các bạn mua thì mức giá hiện tại chỉ là 7.990.000 mà thôi. Mình thấy rằng đây là một trong những chiếc TV 43 inch 4K rẻ nhất thời điểm hiện tại rồi. Ngoài phiên bản 43 còn có phiên bản 55 và có cả là 65 nữa thì phải. Anh em quan tâm click đường link bên dưới nhá. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Một cái điểm đặc biệt và một cái điểm mà mình thấy rất hay ho trên chiếc Mi TV này, dẫu sao Xiaomi vẫn là một cái thương hiệu đến từ thị trường Trung Quốc, nhưng với con Mi TV P1 này thì nó lại được sản xuất tại Việt Nam. Đây là một cái điểm mà mình rất là bất ngờ. Mình cứ tưởng rằng Xiaomi lần này cũng sẽ mang những sản phẩm made in China, những sản phẩm sản xuất ở Trung Quốc về Việt Nam, nhưng mà không các bạn ạ. Chúng ta có một chiếc Mi TV và đây là một chiếc TV được sản xuất ở Việt Nam luôn, thì mình thấy rằng là quá an tâm rồi. Ngoài ra thì những cái điểm khác trên con Mi TV này mình cũng đánh giá rất là tốt, ở trong phân khúc giá chỉ có tầm 7-8 triệu thôi. Ví dụ như đầu tiên đó chính là về kích thước đi. Thì trước khi đi lựa chọn TV thì các bạn hãy lựa chọn cho mình một cái kích thước nó phù hợp với không gian phòng khách của chúng ta. Nếu như quá bé thì chúng ta cần phải xích lại gần để có thể nhìn thấy rõ này. Hoặc nếu như nó quá to thì nó bị ngợp. Và nếu như chúng ta đem nó vào trong những không gian phòng khách kiểu như là nó bị chật hẹp ấy, thì nó bị chiếm quá nhiều diện tích. Và nếu mà có một cái TV to quá ở khoảng cách gần thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái thị lực của chúng ta. Thế nên á, là trước khi đi mua TV, bạn hãy ngâm cứu xem là chúng ta sẽ mua TV kích thước size bao nhiêu, 43, 55 hoặc là những size khác. Thì mình thấy rằng là với không gian phòng khách của mình thì 43 inch là hợp lý rồi. Đó, nên là mình đã chốt cái chiếc 43 inch này. Đầu tiên á, đó chính là về phần thiết kế của em Mi TV P1. Thì đối với cá nhân mình thấy rằng là Mi TV P1 có một thiết kế khá là đẹp. Còn nói về cái độ dày của em Mi TV này thì nó cũng không phải là quá dày đâu. Nó cũng sẽ mỏng hơn tương đối so với những dòng TV cùng cái tầm giá. Còn nói đến cái phần màn hình này, với màn hình 43 inch của chiếc Mi TV P1 thì mình thấy cái phần viền màn hình của nó tương đối mỏng. Nó chỉ mỏng ngang với phần viền của một chiếc điện thoại bình thường chúng ta sử dụng thôi. Và nó mỏng hơn rất nhiều so với những dòng TV có mức giá rẻ khác đang có trên thị trường. Nói về những cái cổng kết nối ở phần mặt sau ấy, thì Mi TV P1 có đầy đủ cổng kết nối chúng ta, bao gồm một cổng LAN, có cổng optical, có cổng 3.5, có 3 cổng HDMI để các bạn có thể là sử dụng nó với 3 nguồn hình ảnh khác nhau từ những cái chiếc đầu đĩa này, hoặc là chúng ta có thể sử dụng nó với những cái camera, hệ thống camera đang có trong nhà, vân vân. Và nó sẽ có luôn chúng ta là 2 cổng Zigbee để các bạn có thể kết nối được với những thiết bị như là chuột, bàn phím. Như vậy thì điều khiển chiếc TV thông minh này nó sẽ nhanh gọn hơn. Và nói về cái phần chân đế ấy, thì em Mi TV này nó sẽ có 2 chân đế hai bên, và nó cũng sẽ có cái ngàm ở phía sau nếu như chúng ta muốn gắn chiếc TV này gắn tường. Và tổng trọng lượng của chiếc Mi TV P1 thì nó chỉ dao động đâu đó khoảng tầm là 7kg hơn thôi. Nói chung là một cái trọng lượng khá là nhẹ, nên là các bạn gắn vào tường thì cũng sẽ là yên tâm nhá. Còn quay trở lại phần màn hình này một chút xíu đi, thì với chiếc Mi TV P1 nó sẽ được trang bị màn hình là LCD, IPS LCD có kích thước là 43 inch, và kể cả là size 55 inch đi nữa thì nó vẫn có cho mình cái độ phân giải là 4K. Còn nói về công nghệ hình ảnh đang có trên chiếc Xiaomi Mi TV này thì nó rất là nhiều những công nghệ liên quan đến cái phần hình ảnh các bạn ạ. Sơ sơ ấy, thì mình thấy rằng em Mi TV này nó có những công nghệ như là Dolby Vision này, nó có công nghệ HDR10 Plus này, nó có công nghệ HLG này, nó cũng có công nghệ MEMC này.
cái dải màu của nó thì cũng rất là tốt. Ví dụ như là 72% dải màu NTSC, nó có 78% độ phủ màu EGIP3, cũng rất là ngon với một chiếc TV giá rẻ rồi. Nói về cái chất lượng hình ảnh, khi mà mình trải nghiệm trên con Mi TV P1 thì mình thấy Mi TV P1 có một cái chất lượng hình ảnh khá là tốt, màu sắc thì khá là rực rỡ, không hề quá bị nhạt màu giống như là những dòng TV giá rẻ khác. Và đặc biệt là cái chất lượng hiển thị 4K trên kích thước 43 inch, nó vừa mắt và đủ cái độ nét. Còn nếu như 4K trên những kích thước to hơn như là 53 hoặc 65 inch thì khi mà chúng ta xem ở khoảng cách gần, các bạn thấy rằng là nó cũng sẽ hơi bị vỡ hạt một chút xíu. Rồi, nói về cái phần mềm bên trong ấy, thì con Mi TV P1 này có quá nhiều những tính năng hay ho liên quan đến yếu tố phần mềm luôn. Cái mình thích đầu tiên, nó chạy Android TV. Android TV là một cái hệ điều hành của Google phát hành, và đây có thể là một trong những cái hệ điều hành TV gần như là đỉnh nhất, và đây là một trong những cái hệ điều hành TV mà mình thấy dễ dùng nhất trong thời điểm hiện tại. Vì sao ạ? Vì với hệ điều hành Android TV, nó sẽ hỗ trợ cho việc cập nhật sử dụng ứng dụng một cách gọi là phổ biến hơn so với những cái hệ điều hành như là Tizen hoặc là WebOS của một số thương hiệu như các bạn đã biết rồi, thì nó sẽ gặp giới hạn là chúng ta không cài được quá nhiều ứng dụng và cái tính tương thích của nó với những ứng dụng thì không cao, chúng ta rất là giới hạn khi mà sử dụng. Còn Android TV ấy, chúng ta sẽ có được cái giao diện mình thấy rằng là nó sẽ trực quan hơn, và chúng ta có một cái kho ứng dụng nó rất nhiều ở Google Play Store, tải được cực kỳ nhiều game, cực kỳ nhiều app đó, có thể là cài tải được Tet này, Red Bull TV này, rồi có thể tải được những cái phần mềm chuyên biệt cho karaoke, có những cái phần mềm như là View On này, vân vân, nói chung là cực kỳ nhiều. Về cái khoản Android TV thì phần mềm các bạn sẽ không thiếu. Ngoài ra thì với chiếc Xiaomi P1 này, mình thấy nó cũng rất là thông minh và tiện dụng. Nó thông minh, tiện dụng ở cả cái phần remote. Các bạn có thể thấy rằng là cái phần remote của mình nó đầy đủ mọi chức năng. Tức là các bạn sẽ có bàn phím để có thể nhập kênh, chuyển kênh, có thể tăng giảm âm lượng và gắn được rất là nhiều nút ở trên này. Còn với một số dòng TV khác, mình thấy rằng cái remote của nó được làm đơn giản hóa và nó loại bỏ đi những cái phím, những cái nút. Thế nên là trong quá trình mà chúng ta thao tác, khi mà chúng ta nhập kênh này nọ thì có thể là nó sẽ không bằng. Còn nói đến cái yếu tố thông minh khác thì cái remote nó cũng sẽ được tích hợp nút Netflix này, Prime Video, hay là chúng ta có thể gọi Google Assistant trực tiếp trên cái remote này. Nhưng nếu như các bạn lỡ đâu để cái remote quá xa như thế này, thế bây giờ làm sao để chúng ta điều khiển TV? Thì nó cũng sẽ có cái tính năng, đó chính là ra lệnh bằng giọng nói. Các bạn chỉ cần nhập câu lệnh: OK Google, mở video Doraemon trên YouTube. Đó, các bạn thấy không ạ? Là nó sẽ hiện toàn bộ tất cả những kết quả liên quan đến kết quả tìm kiếm của chúng ta. Hoặc là OK Google, điều khiển quạt máy, điều khiển TV, hoặc chúng ta có thể ra lệnh điều khiển cái hệ thống gọi là nhà thông minh của chúng ta trực tiếp trên chiếc TV này. Phải nói rằng là cái tốc độ nhận diện này cũng như là cái độ chính xác khi mà chúng ta nói ở trên chiếc TV này thì mình đánh giá rất là cao. Các bạn có thể thấy rằng là những cái dòng mà mình đang nói thì nó đều hiện ra hết ở cái phần OK Google ở đây. Đó, các bạn thấy không? Và cái độ chính xác của nó mình đánh giá rằng gần như là cao nhất trong tất cả các loại nhận diện giọng nói. Và với chiếc Mi TV này thì mình thấy rằng là khi mà dùng thì nó rất là mượt mà. Tại vì căn bản em này thì cũng được trang bị cho mình một cái option. Tại vì căn bản em này thì cũng được trang bị cho mình một cái option cấu hình khá là tốt. Em này thì sẽ được trang bị cho mình con chip là MediaTek MT9611. Các bạn sẽ có 2GB RAM và 16GB bộ nhớ trong để có thể lưu trữ mọi thứ ở trên chiếc TV này. Với dung lượng 16GB thì mình thấy hơi thấp, nhưng các bạn có thể bổ sung cho nó bằng cách là gắn thêm một cái USB ổ cứng, hoặc là gắn cho mình thêm một cái thiết bị mở rộng ổ cứng ở phía sau chiếc TV này nhé. Và với chiếc Mi TV này thì công suất loa của nó cũng rất là cao. Phía sau nó sẽ được trang bị hai loa với công suất là 10W mỗi loa. Như vậy tổng công suất của cái loa này sẽ là 20W. Với tổng công suất 20W thì khi mà mình nghe nhạc, xem phim ấy thì mình chỉ bật ở cái mức là 20% âm lượng, đã quá đủ để nghe trong cái không gian phòng khách của chúng ta rồi. Nói chung á, là chất lượng âm thanh của những chiếc TV ấy thì nó cũng ở cái mức là bình thường thôi, không quá vượt trội. Nếu các bạn nào mà cần muốn nghe nhạc với chất lượng cao hơn thì có thể kết nối thêm với cổng optical 3.5, hoặc là mua thêm sound bar kết nối với những chiếc loa ở bên ngoài thì nó sẽ có chất lượng tốt hơn. Hoặc là chúng ta có thể kết nối thêm với dàn âm thanh karaoke chẳng hạn, thì mình thấy nó cũng rất tiện dụng với tất cả những cổng kết nối của nó ở phía sau. Và nói về công suất tiêu thụ điện ấy, thì với chiếc Mi TV P1 mình đã có ở đây thì nó chỉ đốt đâu đó khoảng tầm là 85W thôi các bạn ạ. Phải nói rằng là đây cũng là một chiếc TV mà có cái công suất tiêu thụ điện nó rất là khiêm tốn. OK, như vậy trong video ngày hôm nay thì mình đã review cho các bạn về chiếc Mi TV P1. Đây là một chiếc TV giá rất rẻ đến từ nhà Xiaomi, chỉ có khoảng tầm là 7-8 triệu thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ nhận được một chiếc TV có thiết kế đẹp này, một chiếc TV nó rất là đa công năng với hệ điều hành Android TV này, ra lệnh bằng giọng nói, điều khiển bằng remote rất là tiện dụng, có thể điều khiển được hệ thống nhà thông minh thông qua giọng nói trực tiếp với chiếc TV này luôn, và chúng ta cũng có thể ra lệnh được tắt TV từ xa nếu các bạn không cần dùng đến cái remote này, rất đơn giản thôi. OK Google, tắt TV.
Đấy, các bạn thấy không? Nó cực kỳ là tiện lợi luôn. Vậy thì các bạn nghĩ sao về chiếc Mi TV P1 này? Và với tầm giá khoảng tầm là 7-8 củ khoai, nếu các bạn đang cân nhắc muốn tìm cho mình một chiếc TV, có chọn em Mi TV P1 này hay không? Đừng quên comment để lại cái nhận xét ở ngay phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye!